Dạ con kính lễ sư ạ. À, xin chào. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Lễ sư ạ. Con chào À, con ạ. dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý sư tăng và các cô tu nữ. Kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Tắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khe vi ma nê đi pê ra tê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wat thum hi khét tê phum ma cha yam tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak ha gan thap ba na ga tít an ta san thi kê yang mu ni wa ha wa cha năng sa ma vô mê su năng tu tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta Ammasavanakalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, Tutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tathiyam phi tham mang saranang gacchami. Tathiyam phi sang khang saranang gacchami. Iti viso bhagava arahang samma sambuddho. Vicca chana sampanno sugato lokaviru. Anuttaro purisa dhammasa. Kasisattha deva manussanang. Buddho bhagava sinatti me saranang anyang Buddho me saranang warang ete na sapnja vacce na hotu me chaya mangalang uttamange na vandehang padapam sum varuttamang Buddhe yo kalito doso Buddho Kama tu tang mamang Soa kha to phagavata Thammo sandhittiko akaliko Ehi pasiko opanayiko Pachat tang vedi tat bo vinyuhi Sinatti me saranang anyang Thammo me saranang warang Ete na satcha vat Ye na ho tu me cha ya mangalang utta mangge na wan de hang tham mang cha du vi thang wa rang tham me yo kali to do so tham mo kama tu tang ma mang supati panno bhagavato sawaka sangho ujupati panno bhagavato sawaka sangho Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho Samichi patipanno
Ni Purisa Yuga Ni Atta Purisa Pugala Ei Safagawato Sawakasangho Ahunayo Pahunayo Dakinayo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Sinati Mei Saranang Anyang Sangho Mei Saranang Warang Ete na satunja watunje na hotu mei jaya mangalang Utta mangge na wande hang sang chanh jadui sota mang Sang khe yo khalito do so sang ho kamatu tang mamang Wanda mi jay si yang sap bang sap bap hane supatit si tang sari Nikatha tumaha bhoteng Buddha rupang sakalang sada Sambuddhe attha visancha dvada sancha sahas Sake pancha sata sahas Sani namami sirasa ahang Te sang thammancha sangkhancha adare nanamami hang Namakara nupa we nahantwa sabbe upatta we aneka antaraya siwina santu ase sato sambuddhe sancha tanya sancha chatu visati sahas sake dasata sahas sani namami sirasa ahang Te sang tham mang cha sang chanh cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na ham toa sap be u pa da we a ne ka an ta ra ya pi wi na sang tu a se sa to sam bu te na bu ta ga sa te a ta cha ta li sa sa ha Sake vi sati sata sahasta Ninama mi sirasta ahang Te sang tham mang cha sang khang cha adare Nanama mi hang Namakara nupa me nahan toa Sabde upad na we aneka Antaraya piwina santu ase sato Sabde purati maya disaya sapta vera Sukhi hontu sabde purati maya nurisaya sapta Avera sukhi hontu sabde dankinaya disaya sapta Avera sukhi hontu sabde dankinaya nurisaya sapta Aweda sukhi hontu sabde banchi maya disaya satta Aweda sukhi hontu sabde banchi maya anudisaya satta Aweda sukhi hontu sabde uttaraya disaya satta Aweda sukhi hontu sabde De uttaraya anudisaya satta Aweda sukhi hontu sabde uparimaya disaya satta Aweda sukhi hontu sabde hetimaya disaya satta Aweda sukhi hontu sabde satta Aweda Hôn tu sukhita, hôn tu nít dukkha, hôn tu apya paccha, hôn tu anikha, hôn tu dikha, dukkha, hôn tu aroga, hôn tu sampatti, hisamicchan tu sukhi attanang, pariharan tu dukkha patta, janit dukkha, payapatta, janit paya. So kappatta chanit so ka hom tu sabde pipanino. Akasattha cha kummattha devanaga
Mahetika Punyang no anumodam Tuti rangga Kam tu sasana Akasatha Yakumatha Dewa naga Mahetika Punyang no anumodam Tuti rangga Kam tu no garu Akasatha Yakumatha Dewa naga Mahetika Unyang no anumodam tuji rang rakam tunya tayo akasatha cakum matha dewa naga mahitika Unyang no anumodam tuji rang rakam tupanino akasatha cakum matha dewa naga mahitika Unyang no anumodam tuji rang rakam tuno sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tuana gate kale sa thu sa thu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy-ya. Nam mô Tham-ma-ya. Nam mô Sang-na-kha-ya. Xin chào các Phật tử học viên. Giờ hôm nay chúng ta trở lại phần bài học tiếp theo phần tâm sắc giới. Thì hôm trước trong phần mình học về tâm sắc giới này thì chúng ta có các mục, đó là tâm thiện sắc giới. Mình có các mục, đó là một là định nghĩa, hai là năm tâm thiền sắc giới phần bài học, ba là phương pháp tu tập thiền sắc giới, bốn là sự lựa chọn đề mục tu tập thiền sắc giới, năm là sự chứng đắc thiền sắc giới, sáu là sự cho quả của tâm thiền sắc giới, bảy tâm thiền sắc giới phối hợp với tâm sở. Sư không có màn hình ạ. Kính mời quý vị tắt mic ạ. Dạ, sư đang giảng bài, kính mời quý vị tắt mic. Dạ, mời An Nhiên tắt mic. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo tắt mic ạ. Dạ, bạch sư không có màn hình ạ. Chưa thấy màn hình hả? Dạ, bạch sư chưa thấy ạ. Tức là hôm trước mình có các mục, là một là định nghĩa, hai là năm tâm thiền sắc giới phần bài học, ba là phương pháp tu tập thiền sắc giới, bốn là sự lựa chọn đề mục tu tập thiền sắc giới, năm là sự chứng đắc thiền sắc giới, sáu là sự cho quả của tâm thiền sắc giới, bảy là tâm thiền sắc giới phối hợp với tâm sở, tám là phận sự của tâm thiện sắc giới, chín là tâm thiện sắc giới nương môn, mười là tâm thiện sắc giới nương vật. Mười một là tâm thiện sắc giới biết cảnh, mười hai là tâm thiện sắc giới sinh ở hàng người, mười ba là tâm thiện sắc giới sinh ở các cõi. Tức là bài này thì mình có 13 Phật. Giờ hôm trước mình đã đang học các đề mục phương pháp tu tập thiền sắc giới. Để mình tìm lại phần đó. À đây.
Tức là mình đã học xong phần 10 đề mục Kasina, 10 đề mục Bất Mỹ, tức là Asupha, 10 đề mục Tùy Niệm, rồi 4 đề mục Phạm Trú. Thì còn lại 2 phần trước chưa học, đó là đề mục Tưởng Nhàm Chán Vật Thực. Và Tưởng Nhàm Chán Vật Thực, thì Tưởng Nhàm Chán Vật Thực ở đây theo cái cách mà mình thời dụng vật thực. Với ý nghĩ đó là chỉ để đoạn trừ cái cảm thọ cũ, để có được cái sức khỏe, duy trì cái đời sống phàm hạnh, chứ không phải là vật thực dùng để là vui đùa hay là để có thể lực giống như là người lực sĩ ở bên ngoài. Hoặc là trong ý tưởng, cái đó là cách để mình quan tưởng khi mình thọ dụng về vật thực. Hoặc là tưởng nhằm chán vật thực ở đây cũng suy xét đó là vật thực ở bên ngoài, khi mình nhìn nó, thì nếu mà vật, hoặc là khi mình ăn vào vật thực ngon hợp với khẩu vị thì mình thấy mình rất là thích. Nhưng mà đến khi mình, ví dụ trong lúc ăn đó mình bị mắc nghẹn chẳng hạn, khi mình nhả ra thì sao? Thì vật thực đó khi mình nhả ra rồi thì tự nhiên nó trở thành cái không còn là vật thực ngon nữa, tức là nó trở thành vật dơ bẩn. Tức là cách tưởng bị nhàm chán vật thực này để cho mình không có, trong việc thọ dụng đó là không cho mình phát sinh cái tâm tham. Thì đó là phần tưởng nhàm chán vật thực. Phần 3.6 đó là phần đề mục phân tích về tứ đại Chatuthawatthana. Phân tích tứ đại ở đây đó là, tức là trong tứ đại đó thì mình có đất nước lửa gió. Cái phần nào thuộc về khi mình xúc chạm có sự cứng cứng mềm mềm thì đó là phần thuộc về phần đất. Phần nào là phần nào mình xúc chạm vào thì nó có cảm giác đó là nóng nóng hoặc là lạnh lạnh thì đó là phần lửa. Cái gì có tính chuyển động thì đó là phần gió. Cái nào là có tính kết dính thì đó là phần nước. Kết dính thấm rình và kết dính thì đó là phần nước. Thì ở trong thân mình có 5 yếu tố để kết thành một cái thân ngũ uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì trong tứ đại ở đây đó là chỉ cho thành phần sắc uẩn. Thì thông thường là mình chấp vào cái sắc này là của ta, là ta. Nhưng mà đến khi mình phân tích về cái sắc uẩn á, thì thật ra là nó là đất nước lửa gió và các chất nương ở đất nước lửa gió đó để sanh khởi. Thì cách phân tích này thì cũng để mình từ bỏ với cái tâm dính mắc, để mình nỗ lực tu tập. Thì đó là nói về 36 đề mục tu tập, về phương pháp tu tập thiền chỉ.
Giờ phần tiếp theo đó là sự lựa chọn đề mục tu tập. Thì cái cách lựa chọn đề mục tu tập á, nó liên quan đến cái tính của con người mình, tức là tính của mỗi một người. Thì ở đây mình có 6 cái tính, tức là mình có người đó là thiên về tính tham, tức là tính thích đẹp với tâm dính mắt. Có người đó là tính sân, tức là hay giận. Có người đó là thiên về tính si, tức là không có năng nổ. Thường là người tính si á, mình rất khó nhận biết. Tính tham, tính sân á, mình dễ nhận biết, nhưng mà với người tính si thì rất khó nhận biết. Tại người tính si á, nhiều khi làm thấy rất là trầm. Thì mình cứ, khi mà mình thấy trầm thì mình cứ nghĩ là sao, cái này là người trí. Nhưng mà thật sự nhiều khi là cái đó là cái si nó chi phối. Nhưng mà cái si mà mình dễ thấy rõ nhất á, người mà cái tính si mà người thấy rõ nhất á, ví dụ như là trong trong lúc mà mình ngồi, mình ví dụ nghe pháp hoặc là học pháp, hay là trong lúc mà nghe thuyết pháp, hoặc trong lúc thí dụ là trong lúc cả ngay cả trong lúc mình xem TV chẳng hạn, hoặc mình xem mỗi cảnh nào đó, tự nhiên như sao mình dễ ngủ, tức là dễ bị gạch. Thì thường người, những người như vậy thì thiên về cái tính si nhiều hơn. Rồi à, tính tính, tức là người thiên về niềm tin, tức là dễ tin. Rồi à, thứ sáu đó là tính trí. Người tính trí thì hay có sự phân tích, có sự phân tích khi mà nghe, học được một cái điều gì đó, thường suy nghĩ phân tích. Rồi tính tầm. Tính tầm với trí nó khác nhau. Tính tầm thì suy nghĩ nhưng mà nó không có phân tích được, giống như là cái tính trí. Trí thì nó phân tích để biết được cái nào đúng, cái nào sai. Còn tầm thì nó chỉ là suy nghĩ. Tại chúng ta thấy là tầm á, chúng ta học ở phần tâm sở, tầm tâm sở nó không phải là chỉ có mặt ở trong tâm thiện không, mà tâm sở nó có mặt ở trong cả tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Đây, nó thuộc nhóm tự tha. Cho nên nhiều khi cái suy nghĩ đó là nó thuộc về cái khuynh hướng bất thiện. Trong khi đó tính trí thì nếu mà nó không có mặt thôi, nếu mà trong tâm ly trí, nhưng mà nếu mà có mặt thì sao? Thì nó theo cái khuynh hướng đúng. Cái đó là cái khác nhau giữa cái tính trí với cái tính tâm. Thì ở đây người ta cho mình những gợi ý, đó là người mà có cái tính tham thì mình chọn cái đề mục tu tập, đó là quán về tử thi, quán về thể trược. Thể trược tức là tóc, lông, móng, răng, da chẳng hạn đó. Tại thường người mà có tính tham á, thường hay dính mắt với mấy cái đó. Dính mắt với cái nhất là với cái cơ thể của mình. Những thành phần cơ thể của mình, thí dụ là tóc, mắt, tai, mũi, lưỡi, tối ngày là cứ sơn phết, cắt dũi, nhộm liên tục vậy đó. Thì cái tính đó thì người mà có cái khuynh hướng đó thì là cái khuynh hướng tham. Nên nó không phải là chỉ ở người nữ mình, ngay cả người nam cũng có như vậy. Tính tham. Còn người mà có nhiều cái tính sân thì đề mục tu tập thích hợp ở đây đó là tu tập 4 phòng trú, tức là từ bi hỷ xả. Tu tập cái này thì để giảm đi cái tính sân. Tại cái tâm từ tâm bi này thì làm cho mình biết thương cái chúng sanh, làm cho mình ít có sân hận. Rồi theo đó là các đề mục màu sắc, tức là các đề mục mà thuộc về các sinh ác hôm trước đó, mình có xanh, vàng, đỏ, trắng gì đó. Người tính sân thì nó cũng thích hợp với các đề mục đó.
người tính si thì tại người tính si á rất khó chọn đề mục để mà tu tập. Đề mục hơi thở á, là đề mục phổ thông nhất cho tất cả các hạng người, cho nên người tính si ở đây là chọn chỉ tu tập được với cái đề mục hơi thở là thích hợp nhất. Rồi người mà tính tức là thiên về niềm tin á, thì tu tập năm pháp tỳ niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí gì đó, năm cái pháp tỳ niệm đó. Đó là người tính tức là thuyên về niềm tin. Rồi người mà tính trí thì tích hợp với các đề mục niệm về sự chết, niệm về tịch tịnh, phân tích tứ đại, tưởng nhàm chán quật thực. Tức là chúng ta thấy các đề mục này á, nó đều liên quan đến trí tuệ mà phải phân tích. Thí dụ như là niệm về sự chết, người này cũng phải suy nghĩ đó là sao? Ta sẽ chết ở một lúc nào đó, ở một chỗ nào đó. Sự chết này có thể diễn ra với ta bất cứ lúc nào. Hoặc là phân tích tứ đại, thì người này luôn suy nghĩ là sao? Cái thân này đó là đất nước lửa gió, nó bị chi phối bởi cái yếu tố bên ngoài. Thí dụ như là khi mà trời mưa, trời nắng gì đó thì nó sẽ bị hủy hoại. Rồi tưởng nhàm chán vật thực này cũng là cách suy nghĩ để cái tâm mình không tham lắm trong việc nhàm chán vật thực. Thì đây là các đề mục mà thích hợp cho người có cái tính trí để tu tập. Tính tâm thì thích hợp với các đề mục hơi thở và đề mục Kasina. Thì thật ra cái này mình học cho biết với lại bản thân mình á, trong đời sống kinh nghiệm bản thân mình á, mình xem coi mình thiên về cái tính nào. Cái này nếu mình để ý thì mình sẽ phát hiện nó thôi. Còn sư thí dụ nếu mà các tử mình đi tập với thiền sư á, thì thật ra thiền sư chỉ một vài ngày đã gần với mình, hoặc là mình chỉ ngồi thiền rồi tới giờ thì lên trình pháp rồi thiền sư thuyết pháp cho mình nghe, thì thật ra người ta cũng chẳng biết mình thiên về cái tính nào. Cho nên thường đã là người ta quy định một cái đề mục tu tập chung, ví dụ là niệm hơi thở, hoặc là đề mục tu tập về niệm về sự chết, hay là niệm về ân đức Phật, ví dụ vậy, một đề mục nào đó cho tất cả các trường hợp. Chứ cái khả năng của vị thiền sư cũng không biết được cái tính của mỗi một người chúng ta. Mà thật ra cái khả năng này á, chỉ có Đức Phật thôi, Ngài mới rõ, Ngài mới biết hết. Chứ với các vị thánh đệ tử thì cũng rất là hạn chế. Thí dụ như là cái câu chuyện của một vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, tức là sau khi xuất gia xong, Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy đệ mục này, đệ mục kia, nhưng mà vị này tu tập không có chứng đắc được. Rồi cuối cùng Ngài mới dẫn đến Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài mới quán lại cái quá khứ. Ngài mới thấy là cái vị này là vì trong quá khứ từng là những người làm thợ kim vàng, cho nên thích nhìn các vật đẹp. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật Ngài dẫn vị tỳ kheo này ra cái hồ sen để ngắm bông sen. Thì trong lúc ngắm bông sen như vậy thì vị tỳ kheo này rất là thích, và khi mà thích như vậy thì tâm tập trung để ngắm nhìn nó. Và trong lúc đó thì cũng có những hoa sen đang nở, rồi cũng có những hoa sen đó là đang tàn. Rồi vị tỳ kheo nó cũng quán thấy là được cái sự vô thường, tức là sự thay đổi.
và nhờ đó mà Đức Phật ngài thuyết pháp rồi chứng đắc được thánh quả. Dạ. Thì chỉ có Đức Phật thôi ngài mới có được cái khả năng đó. Ngài chọn đúng cái đề mục cho mình tu tập. Còn ngoài ra thì rất khó. Còn đối với mình thì với cái kinh nghiệm bản thân, mình để ý bản thân mình coi mình thường mình thiên vị khuynh hướng nào, thì mình biết là mình có cái tính đó nhiều hơn. Dạ. Thật ra trong tham sân si tính trí tầm gì mình có đủ hết á, nhưng mà cái nào là cái nổi trội hơn thôi. Ở đây muốn nói gì cái nổi trội hơn trong tất cả các trường hợp đó. Nó giống như là các tử mình đi đến chùa, chúng ta thấy ví dụ chúng ta có nhóm bạn 50 người, chúng ta đi đến chùa. Có người đi đến chùa là tranh thủ đó là quét dọn lau chùi. Có người đi đến chùa đó là tranh thủ sắp xếp để nghe pháp. Có người đi đến chùa đó là tranh thủ để ngồi thiền. Rồi có người đi đến chùa đó là tranh thủ làm phước bố thí. Có người cố gắng đó là làm phước dị giới. Dạ. Thì nó tùy theo cái khuynh hướng của mỗi một người, có cái khuynh hướng nào đó mạnh. Thì khi mà gặp điều kiện là mình một cách tự nhiên là mình thiên về cái khuynh hướng đó. Dạ. Và như vậy thì mình sẽ biết mình ở cái khuynh hướng nào, và từ đó mình cũng có thể chọn đề mục tu tập cho bản thân mình. Dạ. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình người Phật tử của mình tu tập mình phải học là như vậy. Dạ. Không phải là mình không biết gì mà mình đi tu được, nó không phải như vậy. Dạ. Cho dù có người hướng dẫn đi chăng nữa. Dạ. Nhưng mà người ta đâu biết mình sao, chỉ có bản thân mình là người mình biết bản thân mình. Dạ. Còn người hướng dẫn thì người ta sẽ chỉ mình thêm. Dạ. Nó giống như là mình ví dụ mình muốn đi đến du lịch ở một nơi nào đó mà mình hoàn toàn chưa biết, thì mình cần phải có cái bản đồ. Dạ. Cần phải có cái bản đồ, rồi từ cái bản đồ đó mình mới đi đến. Ví dụ như là mình trong bản đồ đó nó có nhiều điểm cần phải đến. Dạ, nhưng mình không biết đi bằng cách nào, cái phương tiện nào để mình đi đến được, thì mình mới đi đến hỏi cái người địa phương, cái người ở tại đó, thì họ sẽ chỉ mình cái cách để mình đi. Dạ, thì trong cái tu tập cũng vậy, tức là bản thân mình là mình cần phải có những kiến thức căn bản để người ta có thể hướng dẫn mình tu tập được. Dạ. Đó là nói về sáu cái tính này và cái cách để mình chọn đề mục tu tập cho nó thích hợp với các tính. Và đây xin thí dụ nếu mình chọn đề mục nào đó rồi, thí dụ mình nghĩ mình là tính tham, bây giờ mình chọn các đề mục tử thi, các đề mục thể trường, thí dụ đề mục tử thi, giờ ở Sài Gòn này làm gì mình có được đề mục tử thi, rất là khó. Dám vô nhà xác chắn người ta cũng chắc người ta cũng không cho mình vô, cái lò thiêu người ta cũng không cho mình vô. Cho nên để tu tập đề mục này thì khó, nhưng mà nếu mà niệm các thể trường thì mình có thể được. Dạ. Thì thí dụ nếu mà mình nghĩ là mình thiên biệt cái tính đó, nhưng mà đến khi mình tu tập thì mình thấy nó không có tiến bộ, nó không có hợp với mình lắm, thì mình cũng có thể thay đổi. Mình cũng có thể thay đổi, có thể là bây giờ có thể là cái suy nghĩ của mình nó chưa đúng, tức là mình nhìn về bản thân mình nó chưa đúng, thì mình cũng có thể thay đổi cái đề mục, cái đó không sao cả, tức là mình cứ thử. Dạ. Thử cái này không được thì cái khác, thử cái này không được thì mình thay đổi cái khác. Cái quan trọng là mình biết được cái để mình thay đổi nó. Dạ. Thì cái đó cũng từ cái kiến thức mà mình học hỏi để mình có được. Rồi tiếp theo đó là sự chứng đắc thiền.
sự chứng đắc thiền. Thì ở đây đó, các đề mục mà mình lựa chọn lúc nãy đó, không phải đề mục nào mình cũng có thể tu tập mà chứng đắc được thiền định. Thế trong mục này thì mình có 8 phần. Phần 1 đó là những đề mục tu tập có thể chứng đắc được thiền. Rồi phần 2 đó, hai nhỏ đó là bản tướng. Tại cái này là nó liên quan đến việc chứng đắc thiền. Phần 3 nhỏ đó là 3 loại định. Phần 4 nhỏ đó là 5 triền cái. Phần 5 nhỏ đó là 5 chi thiền. Phần 6 đó là sự đoạn trừ 5 triền cái. Phần 7 là lộ trình tâm đắc thiền. Phần 8 là 5 loại thiền chứng. Giờ mình xem coi nha. Trong 34 đề mục đó, rồi vừa theo cái khuynh hướng, 6 khuynh hướng của con người lúc nãy, rồi bây giờ mình kiểm tra thêm một đoạn nữa, đó là mình xem coi cái đề mục nào mà giúp người tu tập có thể chứng đạt được thiền định. Thì ở đây thứ nhất đó là là thưa sư hết nghe ạ. Tưởng nhằm chán bậc thật phân tích tứ đại. Alo, lớp nghe chưa? Bà thưa sư nghe rõ. Thì ở đây các đề mục mà đạt được cần định tức là chỉ đạt được cái trạng thái thì tùy niệm, trừ ra cái đề mục hơi thở với đề mục thân hành niệm, và đề mục tưởng nhằm chán vật thực và phân tích tứ đại, là 10 đề mục này chỉ giúp người tu tập đạt được cận định thôi, chứ chưa chứng đắc được thiền định. Có 11 đề mục đó là giúp người tu tập chứng đắc được sơ thiền. Trong đó là có 10 đề mục, đó là 10 đề mục asuppas, tức là 10 đề mục quán tưởng về tử thi, và đề mục thân hành niệm. 11 đề mục này giúp người tu tập chứng đắc được sơ thiền. Các đề mục có 3 đề mục giúp người tu tập chứng đắc từ sơ thiền đến tứ thiền, đó là 3 đề mục phạm trú là từ bi và hỷ. 3 đề mục này giúp người tu tập chứng đắc từ sơ thiền đến tứ thiền. Có 11 đề mục giúp người tu tập chứng đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền, đó là 10 đề mục Kassina, là 10 đề mục hoàng tình á, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng gì đó. Và đề mục niệm về hơi thở. Tức là giúp người 11 đề mục này giúp người tu tập chứng đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền. Có 1 đề mục giúp người tu tập chứng đắc được ngũ thiền,
tức là người ta đã tu tập chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi, nhưng mà chưa chứng đắc được ngũ thiền, thì người ta chọn cái đề mục này thì sẽ tu tập chứng đắc được ngũ thiền, đó là đề mục xả phàm trú. À, trong từ bi hỷ xả thì cái xả đề mục này giúp chứng đắc được ngũ thiền. Chứng đắc thiền bộ sức giới. À, còn cái phần câu cuối này thì cái phần thiền vô sắc ha, vô sắc thì đó là các đề mục mà tu tập giúp mình chứng đắc được thiền định ở từng cấp độ. Phần hai nhỏ đó là phần bản tướng. Thứ nhất đó là gọi là sơ tướng parikamma nimitta. Sơ tướng ở đây đó là cái giai đoạn mà ấn tướng phát sanh trong lúc mà mình chuẩn bị, ví dụ như là mình tu tập đề mục đề mục về đất, thì mình làm cái đề mục bằng đất đó là một ví dụ, như là hoặc là bằng đề mục xanh vàng đỏ trắng gì đó, thì mình cắt một tấm giấy màu đỏ ví dụ vậy, vòng tròn để mình ngắm vào đó, thì giai đoạn đó người ta gọi là giai đoạn sơ tướng. Thứ hai đó là giai đoạn tờ tướng, gọi là patipaganimitta, tức là giai đoạn này đó là giai đoạn mới đầu mình tu là mình mở mắt để mình nhìn vào cái đề mục đó, nhưng mà bây giờ thì mình nhắm mắt lại, cái đề mục đó nó vẫn hiện lên ở trong tâm mình, thì cái giai đoạn đó người ta gọi là giai đoạn tờ tướng. Còn giai đoạn trì tướng ở đây đó là tức là cái đề mục đó, nó đã tức là đã thuần thục, tức là nó hiện một, vì mình đã tập luyện nó nhiều, đã thuần thục ở trong cái đề mục, chỉ cần thì nó hiện lên liền. Thí dụ như là muốn người mà đã chứng đắc được thiền rồi, để vào cái đề mục thiền mà họ chứng đắc được để thể hiện thành thông thì rất là nhanh, do đã tu tập thuần thục. Thì đó là nói về ba loại cái ấn tướng, ba loại ấn tướng. Thứ ba đó là ba loại định. Thì đây mình có sát na định, khani kasmati, cận hành định, upachara smati và an chỉ định, appana smati. Sát na định ở đây là chỉ cho cái định ở từng sát na mà mình tu tập. Cận hành định thì chỉ cho cái tâm định mà có sức mạnh hơn, tức là gần đến sự chứng đắc thiền định. Còn an chỉ định ở trong trường hợp này đó là chỉ cho trường hợp tâm định mà đã chứng đắc được thiền rồi. Tức là mình có ba loại tâm định như vậy. Thông thường thì mình có được sát na định, có nỗ lực thêm nữa thì mình được cận hành định. Còn chỉ khi nào mà mình tu tập, mình chứng đắc được thiền định, thì lúc bây giờ mình mới có được cái trạng thái tâm gọi là an chỉ định. Thứ tư đó là năm triền cái. Năm triền cái này đó là năm pháp ngăn che. Để mình tu tập không thể chứng đắc được thiền định.
nó giống như là năm cái trở ngại của người tu tập thiền định. Thứ nhất đó là dục cái, tức là bị ngăn che bởi cái cảnh dục. Thứ hai đó là sân độc cái, tức là bị ngăn che bởi tâm sân. Thứ ba đó là trạo hối cái, tức là bị ngăn che bởi cái tâm rai rứt. Thứ tư đó là hôn thủy cái, là bị ngăn che bởi hôn trầm thủy miên chi phối. Và thứ năm đó là bị ngăn che, đó là bởi sự hoài nghi, tức là nghi ngờ trong cái pháp môn tu tập. Thì năm pháp này á, nó sẽ làm trở ngại cho người tu tập thiền định, không thể chứng đắc được thiền định. Người tu tập muốn chứng đắc được thiền định thì phải đoạn trừ được năm cái triền cái này. Phải đoạn trừ được năm cái triền cái này. Muốn đoạn trừ được năm triền cái thì người này phải có đủ sức mạnh, là phải có đủ sức mạnh của năm chi thiền, tức là có đủ sức mạnh của tâm, có đủ sức mạnh của tứ, của hỷ, của lạc, của định, tức là phải phát triển được cho được năm cái chi thiền này. Phát triển năm sức mạnh của năm loại tâm này thì lúc bây giờ người đó chứng đắc được thiền định. Và khi mà chứng đắc được thiền định thì sẽ đoạn trừ năm cái triền cái lúc nãy. Dạ, năm triền cái lúc nãy. Nhưng mà cái đoạn trừ ở đây đó, tại là thiền định thì giống như nói hôm trước, chúng ta dẹp bỏ tâm tham, tâm sân, tâm si ở trong đời sống hàng ngày á, thật ra mình cũng dẹp bỏ được nó. Nhưng mà mình dẹp bỏ bằng cái cách đó là thay thế, tức là trong lúc mình đang suy nghĩ, mình để tâm tham nó chi phối, hoặc là để tâm sân nó chi phối, thì mình thấy là cái này không được, để như vậy thì không có tốt. Rồi mình từ bỏ cái sự suy nghĩ đó đi, và mình tập suy nghĩ. Ví dụ suy nghĩ về pháp thay vì suy nghĩ về một người nào đó, thì lúc giờ tâm thiện nó sanh khởi. Thì khi mà tâm thiện sanh khởi thì tâm bất thiện nó không có điều kiện sanh khởi. Thì trong lúc đó là nó cũng đoạn trừ được tâm bất thiện, nhưng mà đoạn trừ bằng cách thay thế. Còn ở trong tâm thiền á, nó cũng đoạn trừ các bất thiện pháp, nhưng mà nó đoạn trừ ở đây đó là nó đoạn trừ bằng cái cách đó là đè nén. Mà trong thanh tịnh đạo nói là giống như là lấy đá đè cỏ. Đá đè cỏ. Đương nhiên nó sẽ có sức mạnh hơn so với cái tâm thiền của mình. Cái tâm thiền này nó có sức mạnh hơn cái tâm thiền của mình. Tại cái tâm để chứng đắc được thiền định này thì sao? Người ta cũng phải nỗ lực rất là nhiều, chứ không phải đơn giản mà mình tu tập có thể chứng đắc được thiền, không có. Và ở trong cái hội chúng mà mình ồn ào như vậy thì không thể nào tu tập mà có thể chứng đắc được thiền định. Chúng ta xem ở trong thanh tịnh đạo về cách để dài để mình tu tập thiền chỉ á, cũng rất là khó chứ không phải dễ. Tức là phải có cái trú xứ thích hợp, có đường đi kinh hành, có chỗ ngồi thiền, không có sự ồn ào chẳng hạn. Tức là trình bày rất là kỹ, chứ không đơn giản mình có thể tu tập chứng đắc được thiền định. Cho nên cái gì khó đến khi mà nó có được thì nó cũng có cái giá của nó. Thì đó là năm chi thiền.
về sự đoạn trừ của năm chi thiền này, tức là khi mình chứng đắc được thiền định, hoặc là trước khi mình chứng đắc được thiền định, thì các chi thiền này nó cũng phải, tức là các tâm này nó cũng có sức mạnh, tức là tâm tứ hỷ này nó có sức mạnh, mãi cho đến mà chứng đắc được thiền định thì nó lấn áp hẳn năm cái triền thái này. Dạ, thì ở đây tâm á, tâm hôm trước mình học đó là hướng tâm đến cảnh, hướng tâm đến cảnh thì nó đoạn trừ được hôn thủy cái, đoạn trừ được hôn thủy cái. Tại thường chúng ta để ý là mình mà mình bị ê oải buồn ngủ á, ngoài cái ngoài trường hợp mà mình lao động làm cho cái thể xác bị mệt mỏi á, bên cạnh đó mình còn thí dụ như là mình xem cái gì đó mà mình không thích là tâm mình buồn ngủ. Dạ, tức là mình không có hướng tâm đến nó thì nó buồn ngủ. Nhưng mà khi có cái tâm, nó có cái tâm chú ý quan sát đó, hướng tâm đến nó thì nó không buồn ngủ nữa. Thứ hai đó là tứ là bám sát đối tượng, thì nó sẽ đoạn trừ được hoài nghi. Tức là nếu mình nhìn từ xa thì mình nghi ngờ, nhưng mà đến khi mình đến gần rồi thì sao? Thì mình không còn nghi ngờ nữa. Thì tứ nó có cái vai trò đó, cho nên nó đoạn trừ hoài nghi cái. Sân độc cái nó là sự sân hận. Hồi nãy mình học ở trong sự lựa chọn các đề mục tu tập á, chúng ta cũng thấy là người mà có tâm sân á, thì cái đề mục tu tập thích hợp cho tâm sân đó là gì? Là từ bi hỷ xả. Vì cái tâm mình tu tập cái tâm đó, đó sẽ giúp cho mình giảm đi cái sự sân hận. Mà thay vào đó là sao? Là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Cho nên hỷ ở đây nó có vai trò, đó là khi mà hỷ được phát triển thì sân độc cái nó sẽ không có điều kiện sân khởi. Chúng ta để ý là cái trạng thái tâm sân của mình nó sân khởi, thường nó sân khởi là vì nó gì, nó không thích cái đối tượng mà đang gặp. Chúng ta để ý tâm sân nứt là tâm sân mà sân khởi mạnh là thường nó gặp cái đối tượng đó là nó không có thích. Dạ, nhưng mà nếu mà gặp đối để giải tỏa được cái tâm sân đó đó, thì mình phải chuyển tâm mình làm như thế nào đó để mình vui thích với cái đối tượng mà mình đang gặp. Mà ở trong bài kinh, chúng ta nhớ ở trong bài kinh An Trú Tâm, bài kinh số 20 đó, ở trong bài kinh đó Đức Phật Ngài nói sao? Cái cách đoạn trừ sân tâm và hại tâm bằng cách đó là tác ý đến một tướng khác ngoài cái tướng kia. Ví dụ như là người A mình không thích thì lúc bây giờ đó là tâm sân, nó sân khởi. Nhưng mà giờ để làm như thế nào khi thấy người A đó mình có thể hoan hỷ được? Dạ, thì mình phải có cái tác ý vào một cái tướng khác ngoài cái tướng kia. Một là sao? Mình suy nghĩ tốt về người A. Ví dụ là mình đi đến chùa, người A cũng đi đến chùa, mình có suy nghĩ là sao? Họ cũng là người Phật tử, họ cũng là người quy y Tam Bảo. Thì khi mình suy nghĩ như vậy, lập tức là sao? Tâm hỷ nó sẽ phát sanh, và sanh nó sẽ không có điều kiện sanh khởi nữa. Thì ở trong di thiền nó cũng vậy, khi mà hỷ được phát triển thì nó sẽ đoạn trừ được sanh độc cái. Thứ tư thì lạc. Lạc thì đoạn trừ được trạo hối cái. Trạo hối cái ở đây thì
nó là Uthaycha với Kokucha. Uthaycha ở đây thì Uthaycha ở đây nó gần giống như là cái Uthaycha trong một trường hợp khác, ví dụ như là trong bốn tâm sở si phần mình có là si vô tàm, vô quý và phóng dật. Dạ, thì chữ phóng dật đó nó xài chữ Uthaycha. Dạ, với Kokucha tức là cái tâm mà rai rứt, rồi còn thêm vào đó nó là cái sự phóng dật. Thì trạng thái tâm mà an lạc á, tại khi được an lạc thì nó sẽ không còn bị rai rứt. Khi mà các tử mình để ý, khi mình rai rứt với một cái chuyện gì á, thường tâm mình nó không có ở yên được. Chúng ta có để ý nó. Dạ, khi mình rai rứt với một cái chuyện gì đó thì thường tâm mình nó không có ở yên được. Thậm chí là sao? Bản thân mình á, mình cũng ngồi một chỗ không được, mà cứ bắt mình phải đi lên đi xuống, đi lên đi xuống gì đó. Trong lúc tâm mình bị rai rứt, nếu mà mình để ý mình sẽ thấy như vậy. Thì nhưng mà ngược lại, nếu mà cái trạng thái tâm mà được an lạc thì chúng ta thấy là tâm mình nó sẽ dịu lại, sẽ định tĩnh lại. Cho nên lạc là nó đoạn từ trạo hối là vậy. Còn dục cái tức là sự mong muốn trong cái cảnh dục á, thì nhờ có cái tâm định, tâm định nó áp chế, nó áp chế. Thì đó là nói về sự đoạn từ năm triền cái của năm chi thiền. Cái năm chi thiền tức là tâm thì đoạn từ hôn thủy cái, tứ thì đoạn từ hoài nghi cái, hỷ thì đoạn từ sân độc cái, lạc thì đoạn từ trạo hối cái, định thì đoạn từ dục cái. Thứ bảy nhỏ đó là lộ trình tâm chứng đắc thiền. Thì ở đây mình tạm học sơ qua thôi, ngắm qua thôi, rồi mai mốt chúng ta học lộ trình tâm á, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Ví dụ là một người đang tu tập thiền, nhớ là lúc đang tu tập thiền là tu tập bằng tâm thiện dục giới, bằng tâm thiện dục giới. Thì nếu mà cái số lượng tâm định đó nó đạt đến tâm cần định và nó có thể chứng đắc được thiền định, và cái tức là sao, cái lộ tâm cuối cùng đó của cần định nó chứng đắc được thiền định, thì lộ tâm này nó sẽ diễn ra. Ở đây mình có là hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp chiếc dòng, khai ý môn, tâm khai ý môn. Rồi ở đây là chuẩn bị, giai đoạn chuẩn bị, rồi cận hành, thùng thứ, chuyển tộc, sau đó là tâm thiền. Nó chỉ có một sát na thôi. Tức là cái công phu mình tu luyện bao lâu đó, đến khi mình chứng đắc được thiền, nó chỉ diễn ra một cái sát na thiền này thôi. Rồi sau đó nó trở lại cái trạng thái tâm bình thường. Nhưng mà nó khác với mình còn thông thường là sao? Lúc bây giờ là đã có năm chi thiền áp chế được năm triền cái, nó không còn hành động thô thiển giống như là lúc mà chưa đạt được thiền nữa. Lúc mà chưa đạt được thiền nữa. Cho nên với người mình chưa đạt được thiền á, mình sẽ nghĩ là sao? Mình cố gắng chứng đắc được thiền, rồi mình luyện cho có được thần thông, để mình muốn đi đâu đó mình cứ bay, mình cứ nhảy gì đó đi cho nó khỏe.
nhưng mà người chứng đắc được thiền rồi người ta không có nghĩ như vậy nữa. Dạ, mà người ta sẽ nghĩ là sao, vào ở trong trong rừng sống cho nó yên ổn để giữ lại cái thiền mà người ta đã chứng đắc. Chứ nếu mà sống trong cái cảnh ồn ào của con người mình thì nó sẽ bị hoại thiền mất đi. Dạ, cho nên lúc mà mình chưa chứng đắc được á, thì mình muốn chứng đắc để làm theo cái ý của mình muốn. Nhưng mà đến khi chứng đắc được rồi á, cái phiền não nó bị đè đoạn trừ rồi á, thì đó tâm nó khác hẳn. Dạ, khác hẳn. Thì ở đây mình có hai lộ trình tâm. Một là lộ trình tâm của người trì căn với người lợi căn, tức là người có trí tuệ chậm với lại trí tuệ yếu. Người này thì chậm một tí cho nên có nhiều hơn một sát na. Còn người này nhanh hơn một tí cho nên bỏ luôn cả cái sát na chuẩn bị, là không cần chuẩn bị nữa. Người giỏi rồi không cần chuẩn bị nữa, mà chỉ có là khai y môn, cần hành thuần thứ chuyển tập ở thiệt, sau đó trở lại cái trạng thái tâm bình thường. Thì đó là lộ trình tâm chứng đắc thiền định. Rồi đây là năm loại thiền chứng. Năm loại thiền chứng này thật ra đó là bài học, phần bài học mình học hôm trước. Thứ nhất là sơ thiền. Sơ thiền thì mình còn đủ năm loại chi thiền. Năm chi thiền tức là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nhưng mà đến khi nhị thiền á, thì tầm nó vẫn là một cái trạng thái tâm thô thiển, cho nên tầm nó lại được đoạn trừ. Tầm nó không còn nữa, chỉ còn là tứ, hỷ, lạc, định. Ở tam thiền á, tứ vẫn được xem là thô thiển, cho nên tứ cũng bị không xuất hiện ở trong tâm tam thiền. Nó chỉ còn lại đó là hỷ, lạc, định. Trong tâm tứ thiền là sao? Hỷ được xem là cái trạng thái thô, cho nên nó chỉ còn lại là lạc và định. Ở trong tâm ngũ thiền thì lạc thì nó vẫn lạc, định ở đây nó vẫn là thô, cho nên tâm ngũ thiền thì chỉ còn lại xả và định. Ở một cứ mỗi một loại thiền như vậy đó, mỗi một bậc thiền như vậy á, thì chúng ta thấy là chi thiền bị bỏ bớt đi. Dạ, ví dụ như là ở tầm tứ hỷ lạc định thì đến nhị thiền thì chỉ thấy là tứ hỷ lạc định. Nhưng mà tứ hỷ lạc định này á, các tưởng mình đừng có nghĩ là tứ hỷ lạc định này nó vẫn như giống như là ở sơ thiền. Nó không phải giống ở sơ thiền. Cái tên thì nó giống, nhưng mà cái trạng thái tâm thì nó khác hẳn. Tức là cái trạng thái tâm thì nó lắng dịu hơn, nó mạnh hơn. Thì tương tự đối với tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, tức là cái cấp độ tâm của nó khác nhau hẳn. Mặc dù cái tên đọc cái chữ thì nó giống nhau, nhưng mà cái trạng thái tâm chứng đắc từng bậc thiền là nó khác nhau. Và nó giống như là ở đây nó chỉ khác ở trong phần đạo quả, nó là vì các chi thiền nó có cái tên giống nhau cho nên nhiều khi làm cho mình bị hiểu lầm đi. Nhưng mà nếu mà ở trong đạo quả chúng ta thấy là thí dụ như là chúng ta nói về bốn thanh quả dựa theo năm kiết sử, 10 điều kiết sử, thì bậc thánh tu đồ hoàn là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi với các cấm thủ. Rồi bậc thánh nhất lai thì đoạn trừ làm giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc thánh bất lai thì đoạn trừ được hoàn toàn năm hạ phần kiết sử. Và bậc thánh a la hán thì đoạn trừ được thêm năm cái thiện thường phần kiết sử. Dạ, thì chúng ta thấy từng bậc thánh đó đoạn trừ các kiết sử khác nhau, và cứ mỗi một bậc thánh như vậy thì đoạn trừ thêm được các phiền não, cho đến là bậc thánh A-la-hán thì đoạn trừ được hoàn toàn. Thì ở trong trạng thái tâm định này, mặc dù cái tên của nó thì nó giống nhau, nhưng mà cái cách mà đè nén các phiền não của nó cũng khác nhau.
tức là nó có cái trọng lượng. Thí dụ như là ở đây nó, thí dụ ở đây mình nói là cái tảng đá là 50 kg thì ở đây nó là 100 kg, ở đây nó là 150, ở đây là 200, ở đây 300, thí dụ vậy. À, nó tức là cái trọng lượng nó phải nặng như vậy. Thì đó là nói về năm loại thiền chứng. Cái phần thứ sáu đó là sự cho quả của tâm thiền sắc giới, tức là khi mà mình tu tập mình chứng đắc được thiền rồi, à, nếu mà trong suốt cái đời sống của mình đó mình không có bị hoài thiền thì sau cái kiếp sống đó thì chắc chắn là cái tâm thiền sẽ cho quả đưa mình tái sanh ở các cõi thiền. Cõi thiền, ví dụ lúc đó mình tu tập mình chứng đắc được sơ thiền thì tâm sơ thiền này đó là có khả năng giúp mình sanh về ba cõi phạm thiên, đó là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Đó là người tu tập mà chứng đắc được sơ thiền, chứng đắc được sơ thiền. Thứ hai đó là người chứng đắc được nhị thiền và tam thiền thì sẽ cho ra cái tâm quả nhị thiền. Và tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền này á, là nhị thiền cho ra tâm quả nhị thiền, tam thiền cho ra tâm quả tam thiền. Hai tâm quả này sẽ cho tái sanh ở ba cõi nhị thiền. À, ba cõi nhị thiền tức là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Tâm quả tứ thiền, tâm thiện tứ thiền thì nó cho ra tâm quả tứ thiền. Tâm quả tứ thiền này thì cho tái sanh ở ba cõi tam thiền, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Tâm quả ngũ, tâm thiện ngũ thiền thì nó cho ra tâm quả ngũ thiền. Tâm quả ngũ thiền này thì nó cho tái sanh ở cõi quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên và sắc cú cánh thiên. À, nhưng mà quảng quả thiên á là chỉ của người của người phàm phu chứng đắc được ngũ thiền. Còn ở cõi vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên và sắc cú cánh thiên á, vì năm cõi này là năm cõi tịnh cư, cho nên người này vừa chứng đắc ngũ thiền mà phải là chứng đắc bậc thánh A-la-hàm thì mới sanh về năm cõi này được. Ngoài ra cái người chứng đắc được ngũ thiền á, do cái tâm nguyện của người này, cho nên sau khi chết á, họ còn có thể tái sanh về cõi vô tưởng thiên. À, vô tưởng thiên. Phần 7 đó là tâm thiện sắc giới phối hợp với tâm sợ. Thì tâm thiền sắc giới ở đây là tâm thiền sắc giới, tức là mình có tâm thiền sơ thiền, có tầm tứ hỷ lạc định, tâm thiền nhị thiền có hỷ lạc định, tâm thiền tâm thiền có nhị thiền thì có tứ hỷ lạc định, tam thiền thì có hỷ lạc định, tứ thiền thì có lạc và định, ngũ thiền thì có xả và định, có xả và định. Thì năm tâm thiện này thì năm tâm thiện sắc giới này thì nó cũng phối hợp được hai nhóm tâm sở, đó là 13 tâm sở tợ tha với 25 tâm sở tình hảo. Tổng quát thì nó như vậy. Bây giờ mình sẽ loại trừ ra. Thì ở đây trong năm tâm thiện này á, mình thấy là có tâm ngũ thiền là thọ xả. Thì đối với 15 tâm sở tự tha thì mình sẽ bỏ ra hỷ,
trước tiên là bỏ ra hỷ. Rồi trong tầm tứ hỷ này nữa, trong năm tâm thiền này á, chúng ta cũng thấy là các chi thiền bị bỏ dần đi. Thí dụ như là trong nhị thiền thì bỏ tầm, thì chúng ta sẽ bỏ tầm ra. Trong tam thiền thì bỏ hỷ, chúng ta bỏ thêm hỷ ra. Cái đỏ ở cái nút thứ tư này á, nó không phải hỷ. Mặc dù mình quen nhìn thấy là từ trên xuống mà hễ đỏ là hỷ, nhưng mà trong thiền á, ở trong trường hợp này nó không phải là hỷ mà nó là lạc. Nếu chúng ta nhớ không, cái bài học hồi nãy là sao, tâm thiền tứ thiền có lạc và định, chứ nó không phải là hỷ và định. Tam thiền mới là hỷ lạc định, nhưng mà tứ thiền thì nó là lạc và định. Cho nên cái nút đỏ này không phải là hỷ, cho nên khi mình tính cái tứ thiền này mình cũng phải bỏ cái hỷ ra. Và cái lạc ở đây đó là chỉ cho thọ lạc, tức là tâm sở thọ thì nằm ở đây, tức là mình có gì xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng hiện quyền tắc ý, nó nằm ở đây. Xúc thọ tâm sở thứ hai ở trong nhóm tự tha, cho nó không phải là hỷ. Rồi đó là mình nói về nhóm tâm sở tự tha. Tổng quát thì mình có thể lấy là 13. Được. Rồi đến khi tính chi tiết mình sẽ bỏ nó ra. Bây giờ 25 tâm sở tình hảo. Trước tiên là 19 tâm sở tình hảo là mình lấy nó được. Còn 6 tâm sở biệt cảnh. Đối với tâm thiền á, thì lúc nào nó cũng phải có trí. Cho nên trí là chắc chắn có. Nhưng mà tâm thiền á, là vì khi mà nó có mặt á, nó chỉ an trú ở trong cái đề mục của nó. Cho nên trong tâm thiền nó không có giới. Cho nên ba giới phần mình bỏ nó đi. Trong tâm thiền á, nếu mà người tu tập với đề mục nào đó, thì khi mà an trú ở trong tâm thiền thì chỉ an trú bằng cái đề mục đó. Cho nên đối với bi và tùy hỷ á, nếu mà người tu tập thiền mà không có chọn đề mục này, thì trong tâm thiền đó không có hai tâm này. Nếu mà người tu tập thiền chọn một trong hai đề mục này khi mà chứng đắc thiền, thì tâm này nó mới có mặt. Cho nên đối với bi và tùy hỷ á, nó bất định. Bất định và nó cũng đi riêng. Như vậy thì trong 25 tâm sở tự tha, mình bỏ hẳn đi là ba giới phần, chỉ còn lại đó là 22. Bây giờ 22 với 13 tổng quát, 22 với 13 là nhiêu? 35. 35 tức là 13 tâm sở tự tha, 22 tâm sở tình hảo, từ ba giới phần. Rồi bây giờ đó là phần trình bày tổng quát. Bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình tính năm tâm thiền. Mời lớp giơ tay lên để tính tâm sở này tí giùm xem. Rồi mời cô Diệu Bảo. Mỗi một người tính một tâm. Dạ bạch sư, con tính tâm thứ nhất, tâm sơ thiền, thì phối hợp được 13 tâm sở tự tha. Tại vì nó còn sơ thiền thì còn có tầm tứ hỷ lạc định, nên 13 sở tâm sở tự tha lấy trọn, với phối hợp với 19 sở hữu tịnh hảo, cộng thêm sở hữu trí tuệ. Nếu mà cái vị đó tu đề mục, một trong hai đề mục tâm bi ha, hoặc tùy hỷ, thì chỉ lấy một mà trong hai tâm đó thôi, thì nhất định là 13 sở hữu tự tha và 20 sở hữu tịnh hảo, và thêm nhất định, còn bất định thì thêm một trong hai
tâm sở hữu bi tùy hỷ ạ. Vậy là bao nhiêu? Dạ thưa 13 với 20. Dạ 35 ạ. Ba mấy? Nhất định là 3. Dạ 34, nhất định là 34. 30 mấy? Coi 19 20 20 33. Dạ nhất định là 33, còn bất định là 34. Ừ, tức là có thể có 33 hoặc là 34. Dạ. Rồi. Ai tiếp theo? À, thưa sư, con tính tâm nhị thiền ạ. Rồi. Dạ tâm nhị thiền thì 13 tợ tha trừ tầm thì còn 12. Rồi tâm sở tịnh hảo thì 19, tâm sở tịnh hảo biến hành cộng với trí tuệ là 20, thì với lại cộng với một trong hai cái vô lượng phần thì nó có thể là 12 cộng với 20 là 32. 32 là chắc chắn. Được rồi, cộng thêm một trong hai bi và tùy hỷ thì như vậy là 32 là chắc chắn và có thể là 33 thôi sư. Dạ, con đã rồi, xong rồi. Mời cô Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin tính cái tâm thứ ba là tâm thiện sắc giới tam thiền thì có hỷ lạc và định, thì là 13 sở hữu tự tha mình sẽ trừ đi cái tầm và tứ. Ừ. Dạ như vậy là mình còn 11. Ừ. Sở hữu tự tha là mình còn 11. Rồi sở hữu 19, sở hữu tịnh hảo biến hành thì mình lấy đủ 11 với 19 là 30. Một cái sở hữu trí tuệ nó là 31. Cộng thêm nếu mà cái vị đó hành theo bi hay là tùy hỷ thì cộng thêm 1 nữa là 32. Như vậy là con trả lời là 32 thì chắc chắn, và 33 thì bất định nó sư ạ. Ừ. Rồi 32 hoặc là 33. Dạ 32 hoặc là 33 dạ. Dạ cảm ơn sư ạ. Bạch sư, con là đầu tiên con mới tính này, theo con hiểu bài như thế này thì sư có gì sư chỉ giúp cho con ạ. Tâm tứ thiền ạ, tứ thiền thì không có tầm tứ và hỷ, vậy thì cái sở hữu biến hành ạ là chỉ có 10 tâm sở tợ tha ấy là có 10 tâm chính cộng với lại một tâm trí tuệ ở bên dưới là 11 tâm, cộng với lại 19 tâm biến hành nữa. Đó, thì chắc chắn là 10 cộng với 11, 10 cộng 1 là 11, 11 cộng với 19 chắc chắn là 30. Còn nếu vị nào tu thêm bi hoặc là tùy hỷ nữa thì là 31. Tức là nhất định thì 30, còn bất định là 31. Xin sư sửa giúp con, lần đầu tiên con tính. Rồi, tốt. Dạ, còn ai nữa? Sư cho con hỏi, cái hình ảnh của cô Phùng Điệp á, tính đó, nhưng mà tâm tam thiền không, con nói lại tâm thiền thì trừ tầm tứ tại vì di thiền đó là hỷ lạc định thì trừ tầm tứ thì còn 11 tả tha, nhưng mà chính tịnh hảo là 30 với tâm sở tài quyền là 31, nhưng mà có thêm một trong hai vô lượng phần là 31 32 chứ không phải là 32 33 thưa sư. À, đúng rồi đó, nói lộn. Điệp tính lộn. Không phải tính lộn mà tính đúng, mà tại nói lộn số cộng về lộn. Lộn số. Cộng lộn. Dạ, rồi còn cái cuối cùng. Dạ con tính thế nào? Tâm thiện thọ xã ngũ thiền thì có chi thiền là xã định, nên trừ tầm tứ hỷ là tâm sở tự tha, gồm còn có 10 trừ tầm tứ hỷ và 19 tâm sở tịnh hảo,
và tâm sở tài quyền là có 30. Dạ, không có hai đề mục, không có thêm một trong hai đề mục của lượng phần. Chỉ là 30. Là 30. Ở ngũ thiền chúng ta nhớ là nó chỉ có 30, hai vô lượng phần, sao nó không có. Là nãy mình thấy là cái đề mục liên quan đến hai vô lượng phần, mình có từ bi hỷ xả, thì từ bi và hỷ thì nó chỉ chứng đắc được sơ thiền và tới tứ thiền thôi, còn ngũ thiền thì đề mục xả. Mà trong hai vô lượng phần nó không có cái nào là xả hết. Nên hai vô lượng phần thì nó không có ở trong ngũ thiền. Rồi, đó là phần tính năm xả. Rồi, phần sự của tâm thiền sắc giới. Mình có 14 sự. Đó là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự tử. Thì hôm trước mình học ở tâm tâm bất thiện với lại tâm thiện, thì các tâm đó đều là tâm xử lý cảnh, cho nên nó làm việc động lực. Thì tương tự đối với các sau này mình học tâm thiện, tâm tố và tâm sắc giới á, nó đều chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là việc động lực, chỉ làm một cái công việc đó. Năm tâm thiện sắc giới chỉ làm việc động lực. Cái phần này thì nó chỉ có nhiêu đó thôi, đơn giản. Tâm thiện sắc giới nương môn. Để đó, ở đây mình có 6 môn, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn. Thì tâm thiện sắc giới vì nó là loại tâm thiện, cho nên nó không thể sanh ở lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, mà nó chỉ sanh được ở lộ ý môn, chỉ ở lộ ý môn, cho nên nó được ý môn. Thứ 10 đó là tâm thiện sắc giới nương vật. Thì tâm thiện sắc giới vì nó chỉ sanh ở ý môn, và nó cũng chỉ nương ở ý vật, nương ý vật nhất định, nương ý vật nhất định. Là vì tâm thiện sắc giới á, một là nó sanh ở cõi dục giới, tức là 7 cõi vui dục giới. Hai là nó sanh ở cõi sắc giới, mà hai cõi này đều có sắc y vật, cho nên nó chắc chắn là nó nương y vật. Nó khác với tâm thiện. Tâm thiện chúng ta thấy như vậy, chứ tâm thiện nó sanh được ở nhiều cõi hơn. Tâm thiện vừa sanh được ở cõi khổ, vừa sanh được ở cõi vui dục giới, vừa sanh được ở cõi sắc giới, và vừa sanh được ở cõi vô sắc. Trong khi đó tâm thiện sắc giới, tức là tâm thiện này, thì nó chỉ sanh được ở cõi dục giới, cõi vui dục giới và cõi sắc giới thôi. Các cõi khác nó không sanh được. Cảnh. Từ hôm trước nay mình học đó là mình học học tóm tắt, tức là mình chỉ học 6 loại cảnh thôi. Mà thật ra cảnh này nếu mà mình nói chi tiết á, thì cảnh nó được chia đến 21 cảnh. Và bắt đầu từ phần này á, mình sẽ học là khi mình đề cập đến cảnh á, là mình sẽ học 21 cảnh. Vì các tâm bắt đầu từ tâm thiền sắc giới thì phải phân tích cảnh theo cái cách mà 21 cảnh thì nó mới rõ.
à, nó mới rõ. Thì ở đây 21 cảnh mình có, một đó là cảnh sắc, hai là cảnh thinh, ba là cảnh khí hay là cảnh mùi, bốn là cảnh vị, năm là cảnh xúc, sáu là cảnh ngũ. Cảnh ngũ ở đây tức là gom năm trường hợp đó thành một. Và năm trường hợp đó thành một để gọi thôi, chứ thực ra tâm mình nó không thể biết được một lần năm cảnh như vậy. À, nó không thể biết được một lần năm cảnh như vậy. Nhưng mà năm cảnh đó nó có thể xảy ra trong một trường hợp. Thí dụ như là mình vừa thấy, vừa nghe, vừa mùi, vừa có mùi, vừa có vị, vừa có sự xúc chạm. Tức là trong một lúc nó có thể xảy ra như vậy. Yeah. Nhưng mà tâm thì nó biết cái nào, nó chỉ biết một cái thôi. Yeah. Nhưng mà vì nó có thể xảy ra trong năm trường hợp như vậy, cho nên người ta gom nó lại để cho một cái tên là cảnh ngũ. Rồi là cảnh pháp. À, cảnh pháp. Cảnh chân đế. Cảnh chân đế ở đây ví dụ như là tâm, tâm sở sắc pháp. Thì gọi là cảnh cảnh chân đế. Cảnh chế định. À, cảnh chế định ví dụ như là bông hoa, trái cây gì đó. À, thì đây là những cảnh thuộc về về chế định, tức là tục đế, gọi theo tục đế. Cái gì gọi theo tục đế, ví dụ như là điện thoại, tập sách đó, cái đó là chế định. À, theo cái chế định. Rồi cảnh dục giới chỉ cho tâm, tâm sở sắc pháp. À, thuộc về dục giới. À, cảnh đáo đại đó là chỉ cho tâm, tâm sở thuộc về thiền sắc giới. Cảnh niết bàn thì chỉ cho niết bàn. Cảnh danh pháp đó là chỉ cho tâm, tâm sở. Tại tâm, tâm sở niết bàn á, nó không có sắc cho nên nó thuộc về danh pháp. Cảnh sắc pháp thì vậy chỉ cho sắc pháp. Cảnh quá khứ thì chỉ cho cái pháp đã diệt rồi. Ví dụ tâm sanh rồi nó diệt thì cái đó nó thuộc về quá khứ. Cảnh hiện tại tức là đang có mặt. Cảnh vị lai thì là sẽ sanh. Cảnh ngoài thời. Cảnh ngoài thời ở đây đó là tức là cảnh mà không thuộc về quá khứ, vị lai hay hiện tại. Thì ở đây chỉ cho niết bàn và pháp chế định. À, chế định. Rồi cảnh nội phần. Cảnh nội phần tức là chỉ cho tâm, tâm sở sắc pháp mà thuộc về về cá nhân của từng người. Thì gọi là cảnh nội phần. Cảnh ngoài phần thì chỉ cho tâm, tâm sở sắc pháp thuộc về bên ngoài. Rồi cảnh nội ngoài phần thì chỉ cho hai trường hợp. À, thì đó là 21 cảnh. À, 21 cảnh. Bây giờ chúng ta xem cái tâm thiền này á, nó có khả năng đó là nó biết được bao nhiêu cảnh. Thì ở đây người ta cho mình biết đó là tâm thiền sắc giới á, nó biết được 4 cảnh. Yeah. Biết được 4 cảnh. Thứ nhất đó là biết được cảnh cảnh pháp. Thứ hai đó là cảnh chế định. À, cảnh chế định. Cái tâm thiền mà nó biết được cảnh chế định ở đây đó là ví dụ như là tại thiền sắc giới á, nó tu tập đó là bằng các đề mục chế định. Ví dụ như là xanh, vàng, đỏ, trắng đó. Đó là cái màu mà theo cái quy định, theo cái chế định của thế gian. À, theo cái quy định của thế gian. Rồi cảnh ngoại thời.
cảnh ngoại thời. Thì cái cảnh ngoại thời ở đây nó cũng liên quan đến pháp chi định, pháp chi định, rồi cảnh ngoại phần, tức là tâm tâm sở của người khác, tức là người chứng thiền nó có thể biết được tâm của người khác. Thì đó là tâm thiền sắc giới, tâm thiền sắc giới nó biết được bốn cảnh. Về hạng người, về hạng người thì ở đây mình có 12 hạng người. Hạng người khổ, người lạc vui nhân, người dị nhân á, thì hạng người này không thể tu tập chứng đắc được thiền định vì nó thiếu cái nhân trí. Ba hạng người này thì không thể. Chỉ người bốn hạng người đạo thì vì nó chỉ là sắc na tâm sơ đạo cho nên mình cũng bỏ nó đi. Thì chỉ còn lại đó là người tâm nhân và bốn hạng người quả. Bốn hạng này có thể tu tập chứng đạt được thiền định. Cho nên tâm thiện sơ thiền sắc giới thì nó có thể có mặt ở năm hạng người: người phàm, tâm nhân và bốn hạng người quả. Bốn hạng người quả. Rồi còn gì nữa ta? Học cho hết luôn đi ha. Rồi cõi. Giờ lúc hồi nãy mình nói về tâm thiện sắc giới mà cho quả, đó là người tu tập mình muốn biết là tâm thiện sắc giới mà nó có mặt ở cõi nào á, thì mình xem coi người ở cõi nào có thể tu tập chứng đắc được thiền sắc giới thì chúng ta sẽ biết được cái cõi đó. Thì ở đây mình có là 7 cõi vui dục giới. 7 cõi vui dục giới, nếu mà người ta nỗ lực tu tập thì đều có thể chứng đắc được thiền định. Ở các cõi thiền á, tại vì cái tâm thiền á, ví dụ như là mình tu tập mình chứng đắc được thiền rồi, sau khi chết tâm thiền đó nó cho quả tái sanh về cõi sơ thiền, ví dụ vậy, đang về cõi sơ thiền, nó chỉ cho quả một lần thôi. Thì nếu mà khi mà tái sanh về cõi thiền này á, vị này không có tu tập thiền trở lại, thì đến khi hết tuổi thọ mà chỉ sống ở cõi này, đến hết tuổi thọ thì sẽ tái sanh lại cõi trời, hoặc là cõi trời dục giới, hoặc là cõi người, chứ không được tái sanh ở cõi thiền này nữa. Dạ, nó chỉ cho quả một lần thôi, nó khác với cái tâm thiện của mình. Tâm thiện của mình thì nó cho quả, mặc dù nó không có mạnh nhưng mà nó cho quả lai rai, tức là chỉ cần có điều kiện là nó cho quả. Nhưng mà tâm thiền thì nó chỉ có cho quả một lần thôi. Ngoại trừ ở trong trường hợp là ở trong trường hợp cõi vô tưởng, cõi vô tưởng thì cõi đó không có tâm, cho nên là không có tu tập thiền được. Cho nên chúng sanh ở cõi vô tưởng chỉ sống ở đây cho đến khi hết tuổi thọ, rồi tái sanh trở lại ở cõi trời hoặc là cõi người. Ở năm cõi tình cư á, cõi này là năm cõi của bậc thánh A-la-hán. Mà bậc thánh A-la-hán á không trở lại cõi dục giới nữa. Nên thường là ở cõi này á, sau ví dụ như là nếu mà ở cõi này tuổi thọ ở cõi này mà chưa chứng đắc được đạo quả, tức là chưa chứng đắc được thánh quả A-la-hán, thì thường đó là tái sanh đó là ở cõi này hoặc là cõi cao hơn, và cuối cùng đó là cõi sắc cú cánh thiên, và chắc chắn là sẽ chứng đắc được thánh quả A-la-hán ở cõi này.
thì đó là cõi như vậy thì nó có thể là có mặt ở cõi nào? Tâm thiền có thể có mặt ở cõi 10 cõi, 7 cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới, 15 cõi sắc giới, 15 với 7, 15 với 7 là 22, 22 cõi vui ngủ ẩn. Mình để cõi vui ngủ ẩn để mình loại trừ ra 4 cõi sắc giới. Ngủ ẩn thì là bỏ ra cõi sắc giới, vui thì mình bỏ ra 4 cõi khổ. Thì đó là phần bài học tâm thiện sắc giới. Tôi đã phần bài học mình kết thúc ở đây rồi, thì sao chúng ta sẽ học tiếp ha. Xin mời lớp nghỉ. Thưa sư cho con hỏi cái sư. Thưa sư cho con hỏi cái chỗ bốn la mã hồi nãy á, cái lúc mà tính đó sư. Sư nói là trong chạy con thấy trên file ghi là tu tập 6 pháp thiền niệm, nhưng mà sư đọc 5 vậy cuối cùng là 5 hay 6 á sư? Cái gì? Cái mà 6 cá tính á, tính á, tu tập 6 pháp thiền niệm á. Tại con thấy trên đây thiền niệm nhưng mà nãy sư nói 5 thì cuối cùng là 5 hay 6? 6. Sư 6 với 5 gì? 6. Tại hồi nãy sư nói là 5 mà chỗ mình 5 là trí, sư nói nhầm chỗ đó một chút. Đó là 6 pháp. Đúng rồi, 6. Và tham sân si rồi tính trí tâm có 6. Không, tại vậy tính tu tập 6 pháp tùy niệm á. Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí và tùy niệm Thiên. Sáu tùy niệm. Dạ, dạ. Dạ, dạ, đúng không? Dạ, con thưa sư. Dạ, với nội dung của bài học như vậy, mỗi bài mà nó có từ 10 đến 13 đề mục như vậy á, thì con có cảm nhận nó rất là khó đối với các đạo hữu mới học đó thưa sư. Đạo sư có thể giảng rộng và chi tiết hơn được không á thưa sư? Tại vì trong lớp mình cũng có nhiều vị mới học lần đầu á, thì như vậy thì sẽ rất khó cho các vị đó ạ. Nghe đi nghe lại nhiều lần. Dạ. Dạ con xin được kết thúc. Dạ bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm thiện sắc giới ngày hôm nay ạ. Dạ kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong room hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang no Anumodan Tuchirang Rakhan Tusasanang Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang no Anumodan Tuchirang Rakhan Tuno Garo Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Bốn nhang no anumodan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo akasatha cha phom ma tha de qua na ga mahitika Bốn nhang no anumodan tu chi rang ra khan tu pa ni no akasatha cha phom ma tha de qua na ga mahitika Bốn nhang no anumodan tu chi rang ra khan tu pa ni no akasatha cha phom ma tha de qua na ga mahitika Bốn nhang no anumodan tu chi rang ra khan tu no sada idang watano pun yang asawa khaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần
vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống ạ. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, kính mời lễ tri ân sư ạ. Con kính chào cả lớp. Dạ, con kính chúc sư sức khỏe ạ. Dạ, xin nhận lớp.